U21 Pháp gục ngã trước U21 Ukraine với tỷ số 1-3, đối đầu Tây Ban Nha ở bán kết. Trận đấu hứa hẹn kịch tính giữa U21 Pháp và U21 Ukraine trong khuôn khổ giải U21 quốc tế đã diễn ra với màn trình diễn đầy bất ngờ và mãn nhãn. Dù được đánh giá cao hơn rất nhiều so với U21 Ukraine, U21 Pháp đã phải chấp nhận thất bại với tỷ số 1-3. Với lợi thế sở hữu một dàn cầu thủ trẻ đắt giá và có tên tuổi tại các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu, U21 Pháp nhập cuộc tự tin và nhanh chóng tạo ra sức ép lên U21 Ukraine. Sự chủ động và sáng tạo của các cầu thủ U21 Pháp đã được đền đáp bằng bàn thắng mở tỷ số ở phút 19 do công của cầu thủ trẻ triển vọng Royal trước kỳ của Lyon. Tuy nhiên, U21 Ukraine không dễ bị đánh bại. Đội bóng này đã cho thấy sự quyết tâm và sự kỷ luật tốt trong lối chơi. Hayuri Sudakov, người đã tỏa sáng với cú đúp bàn thắng quan trọng, đã giúp U21 Ukraine ngược dòng và vươn lên dẫn trước với tỷ số 2, một trước khi kết thúc hiệp 1. Sự thất vọng và áp lực đã đè nặng lên U21 Pháp khi họ phải dẫn thân vào hiệp 2 với mục tiêu tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Tuy nhiên, U21 Ukraine đã khéo léo sử dụng lợi thế và tạo ra sự kín đáo trong phòng ngự. Phút 81, Atom Bondarenko đã lập công để ấn định chiến thắng 3-1 cho U21 Ukraine. Với chiến thắng này, U21 Ukraine sẽ tiến vào trận bán kết và đối đầu với U21 Tây Ban Nha. U21 Tây Ban Nha đã vượt qua thử thách từ U21 Thụy Sĩ với tỷ số 2-1 trong trận tứ kết. Trận đấu giữa U21 Ukraine và U21 Tây Ban Nha hứa hẹn sẽ là cuộc đọ sức đầy hấp dẫn để tìm ra đội bóng xứng đáng góp mặt tại trận chung kết.